Chào anh em, mình đã kiếm được một cái account ChatGPT và trong video ngày hôm nay á, mình và các bạn sẽ cùng thử nghiệm coi là con ChatGPT này nó sẽ làm được gì. Mình sẽ thử ở nhiều lĩnh vực khác nhau ha, không chỉ là lĩnh vực code, không chỉ là lĩnh vực engineering mà có thể là một chút về AI, một chút về nói chuyện thông thường nữa. Ngoài ra mình cũng thử luôn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt coi coi nó có hiểu được hay không. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Và dành cho bạn nào chưa biết á, thì ChatGPT hiện tại chưa có hỗ trợ Việt Nam. Lý do mà mình có thể chơi được, xài được, nghịch được á là bởi vì mình lấy cái account của mình và mình phải xin một cái số điện thoại bên nước ngoài. Mình thật ra là mình kiếm một bạn có số điện thoại đó, xong rồi bạn đó đưa cho mình. Bạn đó giúp mình xác thực tin nhắn này kia xong thì cuối cùng mình cũng đã login vào được ChatGPT. Ngoài ra mình còn xài thêm một cái VPN nữa nằm trong Chrome thì mới có thể vào được nha. Chứ nếu mà nó detect VPN của Việt Nam thì cũng không vào được đâu. Rồi, bây giờ mình đã vào tới ChatGPT rồi. Thì bây giờ, bữa giờ mình thấy ở trên mạng người ta cũng demo nhiều lắm. Có những cái câu ví dụ như là làm sao để mà làm một cái trang web này, trang web kia. Thì bây giờ chúng ta thử bằng những cái lệnh đơn giản trước đã. Chào hỏi này nọ kia ha. Hello. Hơi lâu. Mình nghĩ là do kết nối mạng, tại vì mình phải đi thông qua một cái VPN, cho nên là nó vòng cũng 2-3 lớp gì đó. Rồi bây giờ nó đang trả lời bằng tiếng Anh nè, các bạn thấy không? Hello, how can I help you today? Rồi nói chung mấy cái câu trả lời chào hỏi thông thường. Rồi bây giờ mình sẽ thử tới tiếng Việt coi nó hiểu không nha. Xin chào. Ồ, nó trả lời lại bằng tiếng Việt luôn các bạn. Xin chào, tôi là assistant, một trợ lý ngôn ngữ được huấn luyện bởi OpenAI. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Ồ, cũng hay ha. Ồ, sau này sau khi mà trả lời bằng tiếng Việt xong thì nó trả lời luôn bằng tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ thử tới mấy cái liên quan tới code kit này nọ đi. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái form đăng ký sự kiện bằng Next.js và sử dụng cái bộ framework gọi là AntD, tức là mấy cái box này nọ đó, thì nó sẽ tự động sử dụng những cái combo có sẵn mà mình không có phải tự đi ngồi code lại từng cái ô một. Thử ha. Rồi, help me write a Next.js form event registration form using Andy framework. Chỉ một cái câu hỏi này thôi nhưng mà nó có rất là nhiều ẩn ý trong đó. Thứ nhất, mình muốn viết một cái form đăng ký sự kiện, nhưng mà cái form này nó cụ thể á, là phải dùng HTML, CSS, JS thì nó đương nhiên rồi, mà nó phải cụ thể hơn á, là nó phải dùng đúng cái framework và Next.js. Tí nữa mình sẽ thử copy cái đoạn code của nó và mình bỏ vào trong cái app của mình coi coi nó có chạy hay không. Ngoài ra thì nó còn phải sử dụng thêm bộ AntD, tức là một cái framework mà design. Đây cho các bạn coi nè, AntD mình đang xài mình thấy ok lắm. Đây, đây là cái bộ AntD ha. Thì các bạn thấy là người ta có design sẵn cho mình rất nhiều thứ, từ nút cho tới chữ nó như thế nào, rồi các icon nó ra làm sao, hay là cái những cái ô, hay là những cái form nó sẽ như thế nào. Đây, kiếm cho các bạn coi cái form. Cái form đó, đây, nó sẽ tự động tạo mấy cái này cho mình mà mình không có phải ngồi code lại từ đầu. Thì bây giờ quay lại ChatGPT nè, thì các bạn thấy là cái câu trả lời mà nó đưa ra cho mình á, là ngoài cái chuyện mà nó đưa cho mình một cái đoạn code không, nó còn hướng dẫn mình là làm sao để mà mình setup được một cái dự án ngay từ đầu bằng Next và Andy luôn. Mình thì có sẵn một cái project rồi cho nên mình sẽ không có dùng cái đoạn setup này, nhưng mà nó rất là kỹ đúng không? Nó hướng dẫn cài từ npm nè, sau đó dùng npx chạy lệnh nè, rồi tạo cái app nè, và cuối cùng mới là cái đoạn code của mình. Ghê đấy. Thật ra thì nó cũng hướng dẫn luôn nè. Vô cái Next.js project rồi tạo một cái thư mục tên này tên này, rồi tạo thư mục tên page. Đúng rồi, đúng theo chuẩn của Next.js luôn. Kinh, kinh đấy. Và ở trong cái form này bây giờ mình coi thử nha, nó sẽ output ra cho mình là nhìn có vẻ đúng đó. Nhìn ok. Nó cũng có giải nghĩa nữa. À, nó cũng có hướng dẫn luôn là làm sao từ trang home đi vào luôn. Hay, chứ là không chỉ có cái đoạn code của cái form mà mình yêu cầu, mà còn có luôn cả cái trang home. Rồi, bây giờ mình sẽ thử copy cái đoạn này qua bên trong cái app Next.js của mình coi coi nó có chạy được hay không nha. Khi mà mình dán dữ liệu, khi mà mình dán cái form vào á, thì nó có một số cái dữ liệu mà nó đang được gạch đỏ. Ở đây là cái gì đây? Unfinished fail. À, cái lỗi này là do mình xài CSS. Ok, không sao.
không phải là lỗi do nó nha, cái này là do mình setup cái project của mình chạy TSX thôi, chạy TypeScript. Rồi ok, bây giờ thử nha. Bây giờ nó đang có một cái lỗi, nó xuất hiện, nó kêu là default export is not a React component. Bây giờ mình sẽ quay lại mình hỏi con ChatGPT. It has an error. Để coi nó sẽ trả lời hay là nó có thể giúp mình giải quyết được cho cái lỗi này hay không nha. Nó đang suy nghĩ, đang tìm kiếm gì đó. It looks like you might be trying to import. Nó có cố gắng giải thích. Để mình coi nó có giải thích hợp lý không. Import registration form. Ok. Rồi thử lại nha. À, mình nghĩ là do mình đổi tên registration form này thôi. Thử nè. Chạy không? Chạy rồi. Vãi. Hay. Vậy là thật ra cái đoạn mà import kia là lỗi do mình, tại mình không có follow theo nó 100%. Nếu mà mình theo follow theo nó thì tại mình đang follow theo cái project của mình. Ok. Vậy thì qua cái ví dụ này, các bạn có thể thấy là mình chỉ cần copy nguyên cái đoạn code của ChatGPT vào là nó chạy luôn. Ghê ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái ví dụ khác nữa ha. Bây giờ mình sẽ kêu nó là write me a model. Tức là mình sẽ yêu cầu nó cho mình một cái đoạn code để nhận diện được người trong một cái video, mà cụ thể cái framework mình muốn dùng là OpenCV, và cái model mình muốn xài là của TensorFlow. Thử nha. Write give me a Python model, Python code to detect human in a video using OpenCV and TensorFlow. Rồi, cho bạn nào chưa biết thì OpenCV là một cái thư viện rất là nổi tiếng ở bên Python, chuyên dùng để xử lý hình ảnh và xử lý video, kể cả đọc video rồi tách frame này nọ luôn. Còn TensorFlow là một cái thư viện cũng rất nổi tiếng của Python, với lại nhớ như Scala với Java cũng có. Thì TensorFlow là Google họ làm. TensorFlow nó là một cái AI framework, một cái machine learning framework mà nó có thể dùng cho rất là nhiều những tình huống khác nhau. Và riêng trong tình huống này thì mình muốn dùng cái model nhận diện hình ảnh mà được viết bởi TensorFlow. Và bây giờ nó đang tạo code ra cho các bạn nè. Đoạn code này cũng đúng nha. Import CV2, import TensorFlow này nọ là đúng rồi đó. Và model mà nó đang đề xuất cho mình sử dụng là một cái model với backend là Keras, một cái model Keras, và model tên là Human Detection Model.h5. Nhưng mà vấn đề là mình không biết cái file H5, mình không biết cái model này bây giờ đã nằm ở đâu. Chút nữa mình sẽ thử hỏi nó coi. Bây giờ mình xem tiếp những cái đoạn code bên dưới nha. Với những đoạn code bên dưới thì đúng, nó generate ra đúng các bạn. Đây nè, tức là nó sẽ tạo một cái vòng lặp và nó liên tục đọc những cái frame từ cái file MP4 này đưa vào. Thêm thông tin cho các bạn ha, thì OpenCV á, ngoài cái thư viện CV2 này á, các bạn còn có thể đọc được cả những cái luồng camera theo dạng RTSP nữa nha. Rồi, ok, đọc frame, xử lý frame, resize frame cho nhỏ lại 224, ok, hợp lý. Bỏ qua model để chạy pre-processing, chạy input, xong rồi chạy predict. Đúng bài. Nếu như mà giá trị trả về của cái prediction, tức là khi mà nó chạy mấy cái model á, thì nó sẽ đoán coi là nó tự tin, tức là confidence với lại cái việc dự đoán của nó trong một cái khung nhất định chẳng hạn là trên 50%, thì lúc đó nó mới ghi là human detected. Ok. Rồi, nhìn sơ qua mình không có thử đoạn này đâu, tại vì để mà nó chạy được chắc chắn là nó không chạy được đâu, nó còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nhìn sơ qua thì cái đoạn code này nó cũng ổn, và nó có thể giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian hơn so với việc mà đi ngồi Google thủ công, đúng không? Thay vì các bạn đi ngồi Google rồi các bạn phải đi mò trong Stack Overflow các kiểu, thì con này nó đưa ra là gần sát với lại một cái thực tế mà mình sẽ làm luôn. Có thể cần phải chỉnh chỗ này chỗ kia, nhưng mà như vậy đã rất sát rồi. Bây giờ mình sẽ thử hỏi một cái vấn đề khác ha, là how can I decorate a Christmas tree, là làm sao để mình có thể trang trí được một cái cây thông Noel, một cái cây thông Giáng sinh. Suy nghĩ. Trang trí cây thông Giáng sinh là một hoạt động rất vui và enjoyable. Bạn có thể làm sau một vài bước. Thứ nhất là bắt đầu bằng việc đặt cái cây thông ở một cái vị trí cố định ở trong nhà. Sau đó là thêm đèn, bắt đầu từ dưới
và đi lên đầu u. Đó giờ mình quấn dây đèn, mình quấn toàn từ trên xuống mà. Con này thì nó gửi quấn dây từ dưới lên trên. Make sense. Ok. Khi mà máng đèn rồi thì bắt đầu gắn thêm những cái đồ trang trí, ví dụ như là tinsel garland ornament, là mấy cái trái châu rồi quà cáp này nọ đó. Và đảm bảo là tụi nó được phân phối đều xung quanh cái cây. Cuối cùng thì chụp một cái ngôi sao lên trên cái cây. Ừ, ok. Hay là mình thử hỏi nó bằng tiếng Việt đi ha. Làm sao tôi có thể trang trí được cây mai ngày Tết? Nó có hiểu được cây mai không? Để xem. Để trang trí cây mai ngày Tết, bạn có thể tham khảo các bước sau. Đây. Bước 1. Ồ, bây giờ nó format lại theo cái hướng đẹp nè. Ê, nó hiểu được cây mai là gì? Và nó hiểu được cây mai và nó phân biệt được với lại cái Christmas tree lúc nãy nha. Để trang trí cây mai ngày Tết, bạn có thể tham khảo các bước sau. Chọn một cây mai đẹp và bền với độ cao phù hợp với không gian nhà. Bỏ cây mai vào trong một cái bình hoặc một cái chậu, đặt nó vị trí nổi bật. Để cây mai đẹp hơn, bạn có thể che đầy cây bằng những quả trầu câu hoặc hạt dẻ. Gì ghê vậy? Trầu câu luôn hả ba? Hoặc trang trí bằng những chiếc vật dụng đặc trưng của ngày Tết, như là lồng đèn, bông hoa, lá rụng. Cũng khá là chi tiết đúng không? Chứ cái câu trả lời của nó cũng không có quá chung chung, nó cũng không có generic lắm. Nếu muốn, bạn cũng có thể đắp phấn lên cây mai để tô điểm cho cây. Ủa, cái này mới nghe lần đầu luôn. Ngoài ra, để giữ cho cây mai luôn trông đẹp, bạn nên chăm sóc cây mai đúng cách bằng cách tưới nước đều đặn và đậy nắp chậu để giữ ẩm. Thì ớ, cây mai mà sao để nắp chậu được ta? Mình mới nghe, không, cái này mình không rành nên không biết đúng sai, mình thấy lạ thôi. Đừng quên thay nước trong chậu khi nó bị khô và đậy nắp chậu khi đang tưới nước để tránh cho cây bị ngập nước. Úp, thấy cái này ấn tượng nè, mình phải chụp màn hình lại cái này mới được. Thì theo mình thấy ha, những cái gì mà ChatGPT nó làm được khá là ấn tượng với mình. Các bạn coi nãy giờ từ cái code cho tới cái việc mà trang trí nhà cửa này nọ, nó đều có thể làm được hết. Tại vì nó được train bởi một cái tập dữ liệu rất là lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất hay ha, rất là hay. Tuyệt vời đấy. Tuy nhiên, có một cái mà mình cũng khuyên các bạn là nếu các bạn muốn dùng ChatGPT để mà research á, thì các bạn phải cẩn thận, tại vì không biết nguồn ở đâu. Không biết là chúng ta có thể xài cái thông tin này hay không. Nó có liệu được xác thực hay không. Nó học là một chuyện, nhưng mà nó có được xác thực hay không, mình không biết được nha. Cho nên, ở đây nó có cái dấu like nè, bây giờ mình tạm nhấn like coi. À, mình nghĩ là người ta sẽ dùng cái feedback này để mà người ta có thể train lại model khi mà cần. Cũng ổn. Bây giờ mình sẽ hỏi nó dân số Việt Nam là bao nhiêu. Xin lỗi, tôi là assistant. Một người máy ơi, chắc là nó chưa hiểu rồi các bạn. Mình hỏi tiếng Anh thử coi. Việt Nam population. Refresh lại nha, refresh lại đi cho nó lẹ. Hỏi nè, Việt Nam population. Hỏi bằng tiếng Anh. Tính tới tháng 12 năm 2022, dân số Việt Nam là trên, ước tính là trên 97 triệu người. Đây là nước đông dân thứ 13 trên thế giới. Ok. Đa số người dân tập trung ở khu vực thành thị. Vậy là hỏi bằng tiếng Anh thì nó hiểu. How is Earth formed? Hiểu không ta? Không, hình như câu này mình cũng sai ngữ pháp. How was Earth formed? Nhưng mà nó cũng hiểu. Hy vọng nó sẽ bỏ qua cái sự này của mình, cái sự ngu ngốc của mình. Trái đất được hình thành vào 4,5 tỷ năm trước từ một đám bụi và gas. Đó gọi là solar nebula là gì? Không biết, mình không biết dịch tiếng Việt mấy từ này. Ghê ha. Giải thích về thiên văn học các thứ luôn trong một cái câu ngắn gọn. À quên, bây giờ mình thử cho nó tóm tắt một cái đoạn tắt xem như thế nào. Đây, mình sẽ thử cho nó tóm tắt một cái đoạn tắt tiếng Việt đi. Chứ tóm tắt bằng tiếng Anh thì thật ra cũng bình thường. Nhiều dịch vụ có thể làm được lắm. Thử nè. Summarize, tóm tắt đoạn văn này. Còn nó hiểu không? Nó hiểu được cái chữ tóm tắt không?
Cơ bản thì cái đoạn mà mình mới vừa copy á, nó là một cái đoạn giới thiệu về một cái TV mà LG họ mới vừa ra mắt. LG Việt Nam đã ra mắt một dòng TV OLED mới mang tên LG Pulse với kích thước 55 inch thuộc dòng Object Collection. Hay. Đúng, đúng trọng tâm luôn. Điểm đặc biệt của Pulse là thiết kế đặc trưng với màn hình viền mỏng, viền màn hình ở ba cạnh. À, nó tự tóm tắt thông tin lại từ nhiều đoạn khác nhau. Ôi, đỉnh vậy. Màn hình video, máy có thể đặt chung khung đỡ màu be và được bọc vải. Phía sau có thể giấu cáp, phụ kiện, dây nguồn. Trời, nó tóm tắt đúng ghê luôn ha. Ngon á. Để coi nó có thể nói được cái vụ mà nó tóm tắt được luôn là đây là một dòng TV OLED luôn. À, tại trên có TV OLED. Dây nguồn được thiết kế ẩn sát theo chân đế, người dùng có thể tùy biến theo ý thích. Ok, nó lược bỏ hết mấy cái liên quan tới âm thanh hay là công nghệ tấm nền hay là bộ xử lý rồi. Nhưng mà mình nghĩ là với một cái việc mà tóm tắt thì nhiêu đây là đủ. Ngon. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Video này chắc là một những video dài nhất mà mình từng làm ở trên kênh của mình luôn á. Nhưng mà nó vui mà đúng không? Nó có nhiều thông tin cũng khá hay ho và chúng ta thấy được sức mạnh của AI. Nó có thể giúp cho chúng ta trong những việc như thế nào. ChatGPT chỉ là một cái demo để chúng ta có thể hiểu được thôi. Sắp tới ChatGPT mình nghĩ là nó cũng sẽ tính phí đó. Và những cái dịch vụ này, cái quan trọng là nó được mở ra cho tất cả mọi dịch vụ, mọi cái người khác ai cần thì có thể trả tiền vào xài. Cũng là một ý rất là hay. Và đây chính là sức mạnh là đỉnh cao của AI. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau. Bye bye.